Xin chào các bạn. Theo quan điểm của người Nhật, một làn da đẹp đầu tiên phải là một làn da sạch. Hơn thế nữa, làn da sạch chính là yếu tố để khiến cho làn da của chúng ta không có những lỗ chân lông bị giãn rộng, khiến làn da trở nên mềm mại và mịn màng hơn. Ngày hôm nay, Yến Phương sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xe khít lỗ chân lông trên da để khiến cho lớp trang điểm của chúng ta thật đẹp nhé. Trước tiên, chúng ta hãy làm sạch cho vùng mắt và vùng môi với dung dịch làm sạch nhé. Sau đó, các bạn hãy lấy một trái seri kem tẩy trang ra lòng bàn tay và chấm đều lên 5 điểm trán, hai má, mũi và cằm. Chúng ta sẽ thoa nhẹ nhàng xuôi theo chiều lỗ chân lông. Sau khoảng 1 phút, các bạn hãy làm sạch với giấy lụa mềm hoặc bông tẩy trang nhé. Các bạn lưu ý, tẩy trang và rửa mặt chính là hai bước khác nhau. Để có một làn da tươi sáng rạng rỡ với lỗ chân lông xe khít, các bạn hãy lưu ý sử dụng đúng và đủ hai bước này mỗi ngày nhé. Tiếp theo đó chính là bước tẩy tế bào chết. Như bước làm sạch thì tẩy tế bào chết chính là một bước cực kỳ thiết yếu để khiến cho chúng ta có thể loại bỏ được lớp sừng già sừng chết trên bề mặt da, trả lại cho làn da sự mịn màng và tươi sáng. Chúng ta sẽ lấy một trái seri ra lòng bàn tay. Sau đó các bạn hãy chấm đều lên 5 điểm trán, hai má, mũi và cằm. Rồi chúng ta sẽ dàn đều kem. Sau đó các bạn thư giãn từ 5 cho tới 7 phút. Sau khi làm sạch da, chúng ta sẽ đến với bước dưỡng ẩm. Đầu tiên đó chính là dung dịch cân bằng độ ẩm. Đây chính là bước cực kỳ quan trọng để khiến lỗ chân lông của chúng ta có thể se khít lại. Chúng ta sẽ lấy một lượng da bông cốt tông, sau đó vỗ nhẹ lên trên bề mặt da, theo chiều từ dưới lên trên. Để chúng ta có thể thu nhỏ được lỗ chân lông, Yến Phương thường sử dụng tinh chất thu nhỏ lỗ chân lông Forever. Ngay sau đây, các bạn đừng quên dưỡng ẩm da với sữa dưỡng và kem đêm nhé. Vừa rồi, Yến Phương đã hướng dẫn cho các bạn cách chăm sóc da ban đêm và thu nhỏ lỗ chân lông. Các bạn hãy cố gắng thực hiện các bước chăm sóc da này mỗi ngày để sở hữu một làn da tươi sáng và mịn màng nhé. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ. Để có cơ hội nhận được phần quà hấp dẫn là tinh chất Forever và voucher chăm sóc da của nhà tài trợ Menat, các bạn hãy gửi về cho chúng tôi bí quyết chăm sóc da của mình theo địa chỉ fanpage. Anh của bạn nào nhận được nhiều lượt like và share nhất sẽ trở thành người chiến thắng. Chúc các bạn may mắn!